Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay bên em mới về một siêu phẩm dòng mountain bike, địa hình càng đơ, full carbon, theo đúng nghĩa là từ đầu đến cuối xe. Đấy, dòng đây là một dòng siêu phẩm mang XDS model MT1. MT1 là model của xe. Đây là cái mẫu model cao cấp nhất của dòng địa hình mountain bike của XDS carbon. Và xe full carbon các nhá. Càng carbon, ghi đông carbon, khung carbon và in carbon. Đấy. Full carbon và cấu hình rất là khủng. Cấu hình đồ SLX. Full SLX. Và đây là mẫu xe địa hình cao cấp nhất tại thời điểm bên em mới về, dòng mà MTB, mountain bike càng đơ của XDS, model MT1 với cái tông màu rất là sport thể thao. Đỏ, trắng, đen. Đấy, có nhìn thấy tông màu của nó đây. Và đây là một siêu phẩm bên em rất là hiếm về dòng carbon mà full đồ cấu hình SLX các nhá. Và bây giờ em xin vào đánh giá tổng thể chi tiết trước xe. Vâng, và trên khung hình đó, đây là một cái mẫu model mountain bike càng đơ bên em mới về, model XDS MT1 full carbon, carbon 3K, siêu nhẹ. Em đánh giá là cả một chiếc xe dòng XDS này toàn bộ nó rơi khoảng tầm 9 cân, rất là nhẹ luôn. Thì trên khung xe thì tông màu chủ đạo vẫn là tông màu trắng, điểm chỉ những màu đen và đen đỏ trên khung xe rất là nổi bật, cho xe rất là sport thể thao. Và các bạn nhìn rõ, đây là một mẫu xe phối màu rất là đẹp bên em, full carbon. Trước sơn em đánh giá tổng thể là tầm 90% xe. Xe được người chủ cũ rất là giữ gìn, đâm xe vẫn rất là mới lắm nhá. Thì trên khung xe hiện các bạn nhìn đây là cái đường vân carbon 3D được in chìm, carbon 3K được cũng sợi carbon 3K đan xen vào nhau, rất là cao cấp. Đấy. Full carbon. Đây là mẫu giá bình nước của Bontrager. Cái tem nó hơi mờ đây em đây. Cái tem Bontrager làm đấy không nhá. Bontrager là thương hiệu đứng đầu về linh phụ kiện, chuyên sản xuất cho những sản xuất cho những cái dòng xe đạp thương hiệu Czech của Mỹ. Giá bình nước của Bontrager. Và xe vẫn được trang bị với bộ Jameson rất là cao cấp. Đây là một mẫu dòng mountain bike. Từ rất lâu rồi bên nhà về một mẫu siêu phẩm full carbon và cấu hình rất là khủng, đồ full SLX. Ghi đông chính hãng của Dick Chay. Đây. Ghi đông carbon. Đây. Các bác có lên trên mạng để tham khảo thêm về cái thương hiệu tên tuổi của Dick Chay, thương hiệu rất là nổi tiếng. Thì những cái dòng về ghi đông xe thì có những dòng xe Dick Chay và 3T là những thương hiệu lớn về làm về ghi đông xe. Dick Chay carbon. Đấy. Siêu nhẹ. Tay cuốn bằng mút đúc rất là cứng. Đây là mút đây. Các bài góp đi cả đời cũng hỏng được. Tay lắm rất là chắc chắn. Bộ tay lắm này tấm hiệu của nó đây. Và full cấu hình đồ SLX. Đây, SLX XT. Đồ XT. Đều đấy XT. SLX. Rất là cao cấp. Đây. Chùm cuối gần như là chùm cuối của dòng địa hình và touring rồi. Trên DOR, Shimano Alivio, Thule và Acera, rất là cao cấp, full carbon xe, rất là cao cấp, của dòng mountain bike XDS bên em mới về. Bên tay phải em cũng được trang bị với đồ SLX, XT, đây. Còn rất là mới, ghi đông Dick Chay, carbon. Càng carbon, càng carbon, càng đơ, càng đơ carbon. Đấy. Tôi là tổng thể của toàn bộ xe rất là nhẹ không nhá. Mayer bạc đạn. Mayer bạc đạn chính hãng của Pramac
Denko Dental. Đây. Một thương hiệu chính hãng, sánh ngang với cái dòng xe dẫn dòng của thương hiệu Mavic. Làm từ hợp kim 7005. Nhôm Componenter. Đây. Nhôm CLC AL 7005. Hợp kim nhôm siêu nhẹ trên cả dòng 6061, 6066. Và chỉ sau mỗi carbon thôi. Nhôm siêu nhẹ. Vành cũng là vành chính hãng của Framex Componenter. Chính hãng nguyên bản theo xe. Lốp Maxim, lốp của đen tốc, đen tốc cũng chính hãng, nguyên bản theo xe, lốp hiệu các nhá. Kích thước lốp là 26 x 1,5. Đấy, rất là cao cấp. Đây vành Mayer hiệu, Mayer hiệu, vành hiệu. Khung carbon, ghi lông carbon. Thì bình thường Ngọc Yên của GTS, thương hiệu ở Mỹ, chuyên sản xuất những cái dòng Ngọc Yên, dòng xe địa hình nổi tiếng với hợp kim nhôm siêu nhẹ. Và bình thường thì các bác có thể thấy những chiếc yên carbon thì bình thường nó chỉ có đằng sau, miếng lớp carbon đằng sau và cái miếng trải nhựa để bắt yên cọc yên là carbon. Đây là yên xe nguyên cả của yên xe này, full carbon của Shelly SMP, một thương hiệu đến từ Ý. Đó, nhìn này. Full carbon của 100% của Made in Italy đây. Thì đây là cái mã số chính hãng của carbon của yên xe, đằng sau có đánh mã số của súng hàng giả của sao xe. Các bác có thể check trên mạng được. Yên hiệu luôn nhá. Yên hiệu Slippy SMP full carbon. Rất là cao cấp, nguyên một bộ yên carbon bên trên. Gạt đĩa chính hãng của SLX luôn. Gạt đĩa của Shimano SLX rất là cao cấp. Đùi đĩa trục rỗng bạc đạn. Đùi đĩa của SLX luôn. Đấy, bác nhìn đây. Đùi đĩa SLX rất là cao cấp luôn các bác nhá. Đùi đĩa SLX. Gạt đĩa của SLX luôn. Một con xe rất là khủng về dòng mountain bike mà hiếm về bên em với cái bộ cấu hình và toàn bộ tổng thể xe còn rất là đẹp. Bê đan bạc đạn, bê đan của Magic. Bao nhiên Mayer bạc đạn của Magic rất là cao cấp. Củ đề sau chính hãng của Shimano SLX, chính hãng nguyên bản trong xe. Phanh dầu thủy lực của Japan cũng là của SLX luôn. Đây, cụm phanh của SLX đây, của Shimano SLX, phanh dầu thủy lực. Đằng sau được trang bị với cặp Mayer bạc đạn cối lổ của Shimano chính hãng. Componental CLT rất là cao cấp luôn các bác nhá. Mayer bạc đạn cối lổ chính hãng, cũng là một Mayer nguyên cặp, bành nguyên cặp, cối lổ của Framex Continental. Lốp sau cũng là lốp của đây tốc đâu lốp, cũng là lốp thương hiệu chính hãng của Maxim 26 x 1,95, và 26 x 1,5. Trang bị 10 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe và 3 tầng đĩa cho bộ chuyển động của xe 30 tốc độ. Rồi. Một mẫu xe màu mountain bike bên em mới về full carbon, bộ chuyển động full group DOD SLX rất là cao cấp bên em mới về. Các bác có thể đánh giá tổng thể xe rất là khủng đó nhá, hiếm về được một chiếc em như vậy bên cửa hàng bên em. Vâng, xe được sử dụng với bộ khung cấu hình group Shimano SLX rất là cao cấp, Mayer bạc đạn cối lổ, trang bị 10 tầng lip,
Và bây giờ em xin lái hoạt động chi tiết của xe đây, lên lip đây. Rất là cao cấp các nhá, xuống lip. Xích và lip còn rất là mới. Đây là một mẫu xe dòng Mountain Bike full carbon mà bên em mới về. Bên em rất là cao và hiếm về bên em được một chiếc đẹp như vậy. Bên tay phải em là đùi đĩa Shimano cũng là của SLX, 3 tầng đĩa, đùi đĩa sụp rỗng. Gạt đĩa cũng của SLX luôn. Xuống đĩa. Vâng. Chuyển động rất là trơn tru và mượt mà và không hề một chút nhỏ nào cả. Full carbon của XDS MT1. Xe rất là đẹp các nhá, màu tông màu thể thao sport, màu đỏ đen trắng. Và xe có thông số là size 44. Khi các bác vào từ 1m65 đổ lại các nhá. Size thấp, khi các bác vào 1m65 đổ lại. Vâng, em vừa nhá, tổng thể xong trước xe địa hình rất là cao cấp, full carbon, full group cấu hình khủng SLX. Ghi đông của carbon của DJ, càng carbon, khung carbon, yên carbon, yên full carbon của thương hiệu Ý và đùi đĩa sụp rỗng của SLX luôn. Vành của Pramet, Continental, vành hiệu, vành mặt đạn cối lỗ. Và xe là rất tốt bên em là 15.800.000. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai.